Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cài Win11 trên USB boot. Đầu tiên là các bạn phải chọn cái boot từ Win USB. Đến phần này thì các bạn cứ nhấn Enter, chọn ngôn ngữ và nhấn Enter. Như đây mình để mặc định là nhấn Enter. Cái đèn GDK, nếu mà các bạn có cây bản quyền thì bạn điền vào đây. Còn như thế này là mình cài review cho các bạn, nên mình không có điền key vào đây. Thì các bạn sẽ chọn là cái phần mà điền key sau. Đây này là những cái bản win bạn có thể lựa chọn, có thể bản home, ở đây có là danh sách một số bản win đó. Đó. Như mình là mình cài bản rồi thì bạn sẽ chọn bản win11 rồi. Bạn nhấn check và các bạn nhấn Next và các bạn chọn Custom lên này. Này là lựa chọn này. Bạn lựa chọn cái OC, đảm bảo rằng trong OC này các bạn đã copy hết dữ liệu sang OD, ví dụ như My Document, Desktop hay là nằm ở trong OC, các bạn đều copy hết dữ liệu. Rồi các bạn hãy cài Win nhé để tránh mất dữ liệu. Nhấn Delete. Và các bạn sẽ tạo lại. Nhấn vào New để tạo lại. Nhấn Apply. Nhấn OK. Cái máy này thì sẽ có hai ổ cứng. Một ổ để cài Win bằng SSD và một 120GB cài Win SSD. Và một ổ 1T. Đó. Sau khi các bạn đã tạo ổ đĩa thì các bạn nhấn Format. Cài Win ổ đĩa cứng mới thì cũng giống y chang như vậy thôi. Mình cứ chọn cái phần ổ đĩa mình cần tạo. Ở bao nhiêu ghi mình sẽ chia nó ra. Rồi, đến đây là bạn nhấn Next tới. Trong quá trình nó copy file vào trong cái ổ cứng của mình thì bạn chờ một chút xíu, nếu mà là ổ cứng thường thì cái quá trình này cũng hơi lâu, trong quá trình cài Win thì cũng hơi lâu, nhưng mà cái máy này của mình là máy sử dụng SSD nên nó cũng tương đối nhanh, cài Win nó cũng tương đối nhanh. Thì trong quá trình chờ đợi thì mình sẽ giới thiệu thêm, nếu mà các bạn muốn boot từ USB, cài Win từ USB thì các bạn phải chuẩn bị trước là một cái USB để cài Win. Đầu tiên bạn muốn làm như vậy thì bạn phải download một cái bản ISO từ trang chủ về và bạn sử dụng các chương trình tạo boot của Microsoft hoặc là một cái đơn vị thứ ba chẳng hạn, thì các bạn sẽ tạo một cái USB để boot. Cái quá trình hướng dẫn cái tạo USB boot phải trên một cái máy tính đang sử dụng được. Còn nếu mà nó máy mà đã lỗi thì các bạn phải sử dụng một cái máy tính khác để các bạn tạo boot từ USB thì các bạn mới làm được. Đó. Trong quá trình tiến trình cài đặt Win này thì nó cũng mất một thời gian để các bạn cứ kiên nhẫn lắng xem.
và mình sẽ tạo một cái video hướng dẫn để tạo Vmood Win 11 cho các bạn. Trong quá trình đó mình sẽ hướng dẫn cụ thể cho các bạn cách làm như thế nào cho nó dễ nhất. Đối với một số bạn không có biết nhiều về 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 sử dụng cái USB bút và tạo USB bút, video này dành cho những các bạn đang tìm hiểu về khi mà nó có bị xong thì bạn sẽ nhấn vào gì, reset nào. Mình nói tiếp là cái video này bạn là mình chỉ giới thiệu cho các bạn mà chưa biết nào, bạn nào chưa biết cái Win, còn những cái bạn nào mà biết rồi á thì cũng vào đóng góp ý kiến để mình tạo cái video cho nó tốt hơn, đẹp hơn, mang lại nhiều cái giá trị cho các bạn xem. Tại vì mình cũng đây bây giờ với hiện tại là tại vì trong đây nó có hai ổ cứng nên lúc trước là có một tạo một cái ổ cứng nên nó hiện lên cái menu út. Quá trình cài Win 11 thì cũng đơn giản giống như những cái Win bình thường thôi. Nếu mà bạn nào biết cài Win 7, Win 8, Win 10 thì lên Win 11 để nó cũng rất là dễ dàng, cũng không khó khăn gì mà. Cái logo kia là cái logo của cái men Gigabyte dòng cái khi mà bút Win 11 thì tùy loại men nó sẽ hiện lên cái logo của cái hãng sản xuất men. Cái này là bạn có thể chọn cái nước nào đó thì mình mặc định thì mình cài thì mình sẽ để ở cái United ở bàn phím thì mình cũng để US bàn phím tiếng Anh. Đây là add thêm cái cây vo mà bạn muốn lựa chọn cái bàn phím của ông nào đó ở dạng chế độ second các bạn thứ hai internet. Này mình chưa kết nối internet thì mình sẽ bấm vào tôi chưa có internet đấy. Mình sẽ nhấn vào là continue để setup. Này mình không kết nối internet thì mình sẽ không cả. Trong quá trình mình cài mình tạo bút thì mình đã cái phần mà tạo tên
máy rồi user thì mình đã tự động nạp vào rồi, thì đến quá trình này nó sẽ không hỏi nữa. Nếu các bạn không tạo thì đến đây là đến cái bước này nó sẽ hỏi là bạn đặt tên gì với cái tên của bạn, tên máy, tên user. Mình trong quá trình mình tạo bút thì mình đã đặt rồi thì nó sẽ không có hỏi và không có hiện ra cái bảng để mình tạo. Trong quá trình này mình cứ accept đi. Rồi như này là mình đã cài xong rồi, còn cái driver thì mình các bạn cứ lên trên mạng đào đào những cái bản driver này kia rồi của các main, lên trang chủ của main các bạn đào về, đào đây chương trình điều khiển về thì các bạn sẽ cài driver vào để cho nhận hết các thiết bị. Driver là gì? Đó là cái trình điều khiển của máy thôi. Đó, nhưng mà ở tất cả các cái hãng mà sản xuất main chip người ta đều cung cấp cho mình. Cứ coi cái mã main rồi mình sẽ lên mạng mình search với cái mã main đó là mình sẽ đào được driver về. Đến đây mình đã hướng dẫn các bạn cài xong Windows 11. Cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn mà thấy có hữu ích thì hoặc là cảm thấy thương mến thì các bạn cho mình xin một subscribe, một like và để lại những bình luận đóng góp mang ý nghĩa đóng góp để mình có thể mình làm những video sau tốt hơn, đẹp hơn. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều.